Rồi, ok, xin chào các bác. Thì dạo gần đây em thấy có rất nhiều bác hỏi về cái vấn đề mà sử dụng nhiều cái Zalo trên một cái điện thoại ấy. Thì chắc là cái nhu cầu mà chăn trâu, chăn bò, chăn rau của các bác lên cao ấy, cho nên các bác cần dùng nhiều cái Zalo trên một cái điện thoại thì phải. Thì nay em sẽ chỉ cho các bác cách sử dụng tận những ba cái Zalo trên một điện thoại nhé. Thì đây là cái con LG G8 của nhà mình đây. Rồi, em để đây. Rồi, thì cái LG nhà mình ấy hoặc là mấy cái Samsung thì cũng có thì phải. Thì khi mà lên Android 9 hoặc 10 ấy, nó đã có cái gọi là cái ứng dụng ghép ấy. Thì các bác vào cái phần cài đặt này. Đấy. Các bác vào cái phần các phần mở rộng này. Đấy. Thì các bác sẽ thấy cái ứng dụng ghép này này, các bác ấn vào đấy. Đấy thì trong cái ứng dụng ghép này ấy, khi các bác cài những cái app Zalo, Facebook Messenger ở CF Play ra ấy, thì mặc định ở cái ứng dụng kép này nó cũng có cho các bác tùy chọn cái ứng dụng kép nhé, thì các bác cài hết nó ra. Đó. Có nghĩa là các bác phải cài, khi mà các bác sử dụng cái máy các bác cài những cái app này ấy, thì mặc định ở trong ứng dụng kép nó cũng xuất hiện cái tương đương như này. Nghe cái ứng dụng kép thứ hai ấy, cái app thứ hai ấy, thì các bác cài hết ra đây. Thì như em đã cài ra đây rồi, đây này, em cài nó ra đây rồi này. Đấy, các bác nhìn thấy cái Zalo thứ hai này không? Đấy. À, thì cái Zalo thứ hai này các bác cũng vào 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 nó mà sử dụng bình thường thôi. Đây, dùng rất bình thường thôi. Đây, đây đây là cái Zalo số 2 của em đây. Đây đấy, thì đây em sẽ nhắn tin cho cái Zalo số 1 này. Cái Zalo số 1 là cái đầu tiên này nhá. Em vào cái hai này, em nhắn tin cho cái 1 là cái này. Hello này. Đấy. Đấy, em nhắn tin cho cái số 1 rồi nhá. Thì đây, em vào cái số 1 đấy, nó số 1 nó có báo tin nhắn này. Thấy các bác thấy không? Vào cái số 1 này. Đấy. Nó sẽ có cái mà cái Zalo số 2 nó vừa 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 báo nhé, vừa nhắn tin sang nhé. Đấy. Còn đây em vào cái số 1 em lại nhắn tin cho cái số 2 đây. Hello 2. Đó. Đấy thì cái số 2 nó sẽ báo là có tin nhắn đó. Đấy rồi, còn tiếp theo ấy là muốn có một cái Zalo thứ ba nữa ấy, thì các bác cài cái phần mềm đây này, Space này, này. Đấy thì em phải cho cái này sang đây nữa để nói tiếp. Đây thì khi các bác cài cái app này này, app Space này này, cái app Space này nó ở trên CF Play luôn nhé, em sẽ để nó ở dưới mô tả luôn cho các bác. Thì khi các bác cài này ấy, các bác phải cài luôn cái Space 64 bit này luôn nhé. Đó. Thì tại vì em test rồi ấy, khi mà các bác chỉ cài mỗi cái Space này thôi ấy, thì khi các bác mở ra ấy, đấy, nó sẽ báo cho các bác là máy của bác là cái hệ điều hành 64 bit và nó yêu cầu là cài thêm cái 64 bit này nữa. Thì khi các bác cài tiếp cái 64 bit này ấy, và mở lại cái Space thường này này, thì nó lại bị hiện tượng là bị đóng ứng dụng ấy, không mở được ứng dụng. Đó thì cho nên là các bác phải cài hai cái này cùng lúc luôn nhé, không phải cùng lúc mà cài cái Space này xong và các bác cài luôn cái này, đừng mở cái này luôn nhé. Thì khi cái đó nhấn cái này, nhấn cái cũ ấy, nhấn cái Space thường này này, thì nó sẽ đưa lên ra cái Space 64 bit luôn mà không phải cài nữa, thì nó mới sử dụng được bình thường. Đấy, rất là cổ chuối. Thì không hiểu là cái vấn đề gì. Thì sau khi em cài cái Space này nữa ấy, thì một số cái app của em cũng không sử dụng được. Đây ví dụ như cái app thời tiết này này. Đấy nó quay quay từ nãy giờ không không sử dụng được luôn. Đấy. Và ấn vào này nó cũng không được luôn này. Đấy. Ấn vào không được luôn. Đấy, cái app thời tiết này không không dùng được nữa. Đó. Thì em đang là ví dụ cho các bác thôi chứ em ấy xong này cũng xóa đi vì em cũng chỉ dùng có một 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 Zalo thôi mà. Không có nhu cầu chăn rau chăn trâu gì cả cho nên là chỉ có một Zalo thôi. Đấy. Thì sau khi các bác cài được rồi ấy, hai cái cùng một lúc được nhé, các bác vào cái Space thường này thôi. Đấy, vào cái Space này thì khi mà vào cái này nó sẽ đưa cho các bác một số cái để các bác bước đầu các bác cài đặt đi, nó cũng dễ thôi. Thì các bác cài đặt nó ra, cài đặt cái nó trong đấy nó cũng có cho các bác chọn nhiều cái app như kiểu Facebook Messenger rồi Zalo, thì các bác thích cái nào thì các bác cài thôi. Đấy, các bác cài ra và các bác sử dụng nó thôi, rất là dễ. Thì đây em cài cái Zalo và cái Gmail này này. Đấy, thì ví dụ cái Zalo này, Zalo số 3 nhé. Đấy. Đấy thì em sẽ nhắn tin cho cái Zalo số 1 đây, cái Zalo số 1 đây. Số 3 đây. 3. Đấy.
Đấy, số 3 đây. À, chỉ nhận đấy. Đấy, thêm vào lại có số 1 này. Đấy, có thằng số 3 nó vừa nhắn đi cho em này. Đấy. Đây này. Đấy, số 3 đây. Đấy. Em lại nhắn tin lại cho nó. Số 1 đây. Đó. Đấy, thì... À, thấy đấy. Đấy là cái này. Cái số 3 này, cái số 3 này sẽ báo cái tin nhắn này. À, nhưng mà như mở vào chỗ này thì không thấy đâu nhá. Bác phải mở vào đây. Đấy, mở vào đây. Nó rất là nó ngoằng tí thôi. Đấy, đấy các bạn vào đây. Thì mình thấy được cái số 1 nó vừa nhắn. Đấy. Và nhắn tin cho cái thằng số 2 xem thế nào nhá. Đây là số 2 này. Số 3 đây. Đấy, em vừa nhắn tin cho cái thằng số 2 đấy. Đấy, thì đây vào số 2 nó thấy này. Đấy. Chỗ này là số 1 đây, số 2 này. Đấy, bác thấy rồi gì? Đó. Thằng số 3 nó vừa nhắn cho em đấy, thì em nhắn tin lại cho nó thôi. Hello. Hello ba. Đấy. Đấy. Thì đây các bác vào đây đã thấy cái thằng số 3 nó báo này, nhưng mà các bác vào đây thì không lấy gì đúng không? Đấy, thì các bác lại phải vào đây. Khổ vậy, nói chung là dùng ba cái Zalo thì nó hơi bị lòng hoàng tí thôi. Đấy, các bác vào đây. Đó, cái thằng số 3 nó vừa nhắn này. Đấy. Thì nhu cầu của các bác như thế nào ấy, thì các bác sử dụng thôi. Có thể là dùng được rất nhiều Zalo trên một máy, thì như em là em dùng có một thôi, thì đây các bác có thể dùng ba Zalo trên một máy được. Đó. Thì cái nhu cầu của em ấy nó phải là hai máy dùng chỉ một Zalo thôi, nhưng mà cái Zalo nhà mình họ chưa chưa có cái tính năng như vậy. Có nghĩa là một máy chỉ sử dụng, có thể một máy có thể sử dụng nhiều Zalo, nhiều số Zalo, nhưng mà nhiều máy lại không sử dụng được một Zalo. Đấy, khổ thế. Chỉ sử dụng được, ví dụ như cái Zalo này của em là Zalo chính nhá, em sử dụng trên cái G8 này, em muốn sử dụng nó trên con G8 nữa chẳng hạn, đây đây một G8 nữa này, thì lại không được đấy. Nhưng mà phải sử dụng web thì được, nhưng mà em sử dụng hai dùng cái app tải trực tiếp trên CS Play thì không được đấy. Thì đấy là do Zalo nó không có tính năng đấy. Đấy, còn các bác là thích chăn rau chăn trâu gì thì cài nhiều app và mà cài nhiều cái Zalo trên một máy mà dùng rồi. Ok. À, rất dễ thôi. Chào các bác.